Hôm nay ta triệu bãi con về đây, ai dâng cho ta được món sốt mang đầy đủ cá tính, hương vị và bản sắc của món lẩu tteokbokki thượng thẳng của gia tộc Nukki sẽ là người được kế thừa. Bắt đầu. Dạ thưa cha, đây là món sốt kem nhẹ nhàng dễ chịu và không kén người ăn. Nó cũng giống như là tấm lòng quảng đại và bao dung của cha vậy đó. Con hy vọng món sốt của con sẽ được lựa chọn là món sốt đại diện cho gia tộc của mình, có được không hả? Này, thế sốt của chú mày ăn kiểu gì hả? Đã sốt là phải đậm đà. Cứ thẳng thừng mà cay, ta bơm năng lượng vào, đánh thức mọi giác quan, bứt phá mọi giới hạn. Đấy là tinh thần của cha, tự tin quyết liệt. Ta ăn uống thì phải lồng làn vào. Đủ ăn cả. Anh hỏi cái chí ra không hay hoa rửa hề. Nói chung gừng càng già càng cay, mà có chừng cay quả hư luôn củ gừng. Cha ơi cha, sốt cây quả ta ăn được mô. Sốt của con mà ngon nè. Sốt của con là tên giống dòng họ nhà mình, sốt Nukki. Ê, hằng ngon vừa vặn, hằng cây tinh tế lắm. Giống y như là cái giáo dục nghiêm khắc và tử tế của cha dành cho chúng con ấy. Cái nước sốt của con ấy không phải là một bài hát mà nằm trên top trending YouTube mô. Hằng là một bà ca bất hù, môn trường tồn. Mang một tầm nhìn mới chơi từ Á sang Âu, cây và nồng vừa tới vừa chất level ngầu. Đây là sốt cà ri đứng trong thiên hà thì không ai dám đứng nhất nếu ba mình đứng thứ nhì. Ê a tôi mày mà mày ngủ, mày khỏi nói nữa mất lượt rồi. Dạ thưa cha, đây là tâm huyết cả đời của con. Con nghĩ sốt là phải cay, cay nhất mới có thể lột tả được nỗi lòng của mình. Ăn phải đổ mồ hôi, phải toát mồ hôi ra nó mới ra khỏi năng lượng. Ăn là phải như vậy cha. Cũng giống như con hoài nghi cha, con tưởng là cha đối xử hà khắc với tụi con, nhưng không, cha phải làm như vậy tụi con mới có thể nên người và trưởng thành. Sốt cay lắm. Ăn. Dạ dạ thưa cha, sốt của con là sốt của gu chung. Cái sốt này nó ngọt rồi đi dễ chịu, thì giống như là cái cách mà cha thương con, cha thì bao dung, cha bao cha ngon luôn. Mệt quá. Ê mấy đứa nó nấu gì vậy? Nghe ảnh hay vậy, ảnh nói chuyện anh hay thở nhiều quá, chữ đi văng hết. Có mình con hiểu ảnh thôi. Để con dịch cho. Dạ thưa cha. Dạ dạ thưa cha, sốt của ảnh là sốt tên là cha. Dạ cha. Dạ thưa 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 cha. D
là đắng nè, mặn nè, rồi hậu cái hậu ngọt. Dạ. Cha này giống cha luôn. Dạ. Là một loại sốt là xứng đáng là biểu tượng của văn hóa của Hàn Quốc. Đúng rồi. Thì xong hả? Nói hay quá. Là biểu tượng luôn hả? Vậy cha chọn sốt của nó đi, đừng chọn sốt kem của con nữa. Ở đây không ứng được mày lên tiếng. Quyết định hay không là cha. Sao? Người ta nói chuyện là thế này mày làm gì tao? Ok. Hả? Sao? Chạy thì mày không được nói, đừng nghĩ mày đã chạy muốn nói cái gì thì nói. Anh em là để yêu thương nhau chứ không phải để sâu xé nhau như vậy. Cá tính là phải tôi luyện mà thành. Đứa nào sinh ra ngỗ nghịch, ta sẽ dạy cho nó cách biết mềm mỏng lại. Đứa nào sinh ra yếu đuối, ta sẽ dùng roi đánh cho khi nào nó biết tự bảo vệ được mình thì thôi. Các con là nhớ, 7 anh em, 7 loại sốt là 7 cá tính hương vị khác nhau. Tại sao lại sâu xé? Không có sốt nào hơn sốt nào cả. Bởi vì tất cả sốt của chúng ta mà không đoàn kết thì sẽ không bao giờ thắng được sốt Covid-19. Hiểu chưa? Vì vậy cho nên ta quyết định sẽ không có người kế thừa nào hết. Và ta sẽ tiếp tục cai quản gia tộc Đúc Kỳ với món lẩu Túc Bút Kỳ gia truyền, kèm đủ 7 loại sốt. Thông thường thì người ta chỉ chiêm ngưỡng đến thành quả mà ít ai để ý đến quá trình khổ luyện. Cũng giống như Đúc Kỳ, thương hiệu đang được nổi tiếng trên khắp thế giới, đang được rất là nhiều bên ngưỡng mộ và sao chép. Thế nhưng màu sắc thì có thể giống nhau, nhưng mà hương vị nguyên bản thì chỉ có một, và chỉ có thể là Đúc Kỳ Thiên Đường Buffet Tteokbokki. Hàn Quốc ăn sao, Việt Nam ăn gì?